đau bụng quá không tự đi được. Nhưng mà công việc của anh không thể nghỉ được. Thôi, xe gọi rồi, anh đi đã nhá. Quyền này, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Lần sau mà em xào rau, em đừng có mà cho hành. Em biết là anh không ăn hành cơ mà. Với cả em nấu cơm hôm nay khô lắm, anh nhai mãi mới nuốt được ấy. Mình chia tay đi. Ok. Sao lại chia tay? Anh mới nói có thế mà em lại đòi chia tay à? Em đã bảo chia tay là chia tay, anh đừng có nói nữa. Quyền, em làm sao thế? Giở người. Ơ, Quyên ơi, em đừng làm như thế mà. Anh biết lỗi rồi. Chúng mình vẫn đang rất hạnh phúc cơ mà. Hạnh phúc à? Tại sao em chưa bao giờ cảm nhận được điều ấy? Hay là em chỉ cảm thấy tủi thân thôi? Ôi giời. Em tự về được. Nắng nôi như thế này, bắt anh đi đón làm cái gì? Cảm ơn anh, vì anh đã đối xử hời hợt với em như thế. Để em nhận ra mình cần phải kết thúc mối quan hệ này. Quyên! Quyên!